Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đại diện các tập thể cá nhân được khen thưởng. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử do đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trình bày khẳng định. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 và thành công tốt đẹp. Thắng lợi của cuộc bầu cử được thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố. Bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng. Đặc biệt, không có bầu cử lại, bầu cử thêm, không có vi phạm pháp luật về bầu cử. Và ngày bầu cử 23 tháng 5 đã thực sự là ngày hội của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, đạt 99,57%. Trong đó có 60 trên 143 xã phường thị trấn và 782 trên 1.020 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử được triển khai chủ động chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Có sự thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng đến những vấn đề lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự lãnh đạo điều hành thông suốt hiệu quả. Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo quy trình, coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo đúng cơ cấu, tạo dư luận đồng tình cho các tầng lớp nhân dân. Công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú, tổ chức triển khai các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử, đảm bảo khoa học, đúng quy trình, nội dung các bước theo đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.200 hội nghị để ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Công tác chuẩn bị phục vụ cho cuộc bầu cử được tiến hành chu đáo, kịp thời theo đúng trình tự quy định của pháp luật, tạo được sự chủ động trong tổ chức ngày bầu cử. Tỉnh đã sớm thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở từng cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử được thực hiện chu đáo, sát hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để các cấp, các ngành và thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử nắm vững kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện để triển khai thống nhất trên toàn tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai bài bản toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, hình thức, với mật độ và tần suất liên tục từ các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đối tượng đặc thù. Đặc biệt đã phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về bầu cử, tạo sự thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu thông tin của người dân, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội đảm bảo chủ động, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc bất cập. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định ý thức chính trị, quyền làm chủ của người dân, tạo nên không khí ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường thường xuyên ở tất cả các cấp, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót để chỉ đạo điều chỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đặc biệt quan tâm, không để xảy ra điểm nóng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đã góp phần tạo nên sự ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là việc tiếp xúc cử tri và quy định các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Nhờ đó đã đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch trong dịp trước, trong và sau ngày bầu cử. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, vận động người có đạo tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công tác chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử tại khu vực miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng thời cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh nhấn mạnh. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, tiếp nối thắng lợi của Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Việc tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhiều quy định hướng dẫn mới trong điều kiện phòng chống dịch bệnh chưa có tiền lệ, nhưng về tổng thể, chúng ta đã có một kỳ bầu cử thành công toàn diện, đã có nhiều điểm mới, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận biểu dương sự cố gắng nỗ lực trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Ủy ban bầu cử các cấp, của các ban bầu cử, các tổ bầu cử, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã đoàn kết đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức, đã tích cực đi bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở làm tốt một số các công việc sau bầu cử như hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với những người không trúng cử và hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ sau bầu cử, đồng thời chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo hội đồng, các chức danh lãnh đạo ủy ban theo luật định, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương để thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cũng như các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng Nhân dân cũng như là Ủy ban Nhân dân các cấp đã ban hành, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đối với các đại biểu trúng cử, cần bắt tay ngay vào công việc thực hiện chương trình hành động của mình và nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, tại diễn đàn trang trọng này, tôi trân trọng chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những tập thể cá nhân được khen thưởng trong ngày hôm nay. Và với quyết tâm khí thế mới trước những thành công của bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tôi tin tưởng rằng các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của cố đô Hoa Lư, đoàn kết đồng lòng, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn thử thách và phấn đấu hoàn thành tốt các cái mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021 cũng như là góp phần chung cho cả nhiệm kỳ của chúng ta. Tại hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 117 tập thể, 203 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đại diện các tập thể cá nhân, những điển hình trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, góp phần làm nên thành công của bầu cử. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh vui mừng phấn khởi khẳng định, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, kết quả cuộc bầu cử đúng ý đảng, hợp lòng dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay. Đó là do có sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, bài bản của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chuẩn bị tích cực chủ động của các cấp các ngành từ khâu chỉ đạo đến việc tổ chức triển khai thực hiện, sự thống nhất trong chỉ đạo lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, của ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử và của ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận tin tưởng của tuyệt đại đa số cử tri và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phạm Quang Ngọc lưu ý một số nhiệm vụ. Các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, chuẩn bị thật tốt các nội dung của kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện tốt chương trình hành động của bản thân, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, quyền của người đại biểu Hội đồng Nhân dân,
đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các nội dung chính đáng mà cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử sau khi kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ là đối với nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội là sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trên toàn quốc. Và đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là sau khi Ủy ban Bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và hồ sơ tài liệu về Hội đồng Nhân dân khóa mới. Thế là Ủy ban Bầu cử và các tổ chức bầu cử chúng ta giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ là khi chúng ta trình được báo cáo với Hội đồng Nhân dân cung cấp. Thì đề nghị là các đồng chí là phải bàn giao con dấu, phiếu bầu, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến các cơ quan đơn vị có thẩm quyền để bảo quản, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc bầu cử lần này một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Với thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng đúng đắn của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận nhất trí của nhân dân toàn tỉnh, đồng chí tin tưởng tỉnh ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.